đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, 1.500 quả tầm cao, 30 dàn pháo hoa tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật đã được bắn lên tại đầu hầm Thủ Thiêm, khiến bầu trời thành phố thêm phần lung linh và náo nhiệt. Dù không giờ, chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu, nhưng ngay từ sớm, hàng ngàn người đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng để tìm kiếm được một vị trí đẹp để ngắm pháo hoa chào năm mới. Bọn em đi từ Tân Phú qua đây, mới đầu hẹn là nhau là 5 giờ gặp mặt, rồi qua đến đây là 6 giờ. Mà đi đường cái lỡ gặp mưa, mà xong cái đến vậy là 6 giờ bọn em mới đi được, qua đến đây phải 8 giờ hơn luôn. Nên cái là qua đến đây là cũng hơi trễ so với dự tính, nhưng mà vẫn ngắm được pháo hoa. Mới đầu bọn em vô cũng tính là sớm, nên vậy là không khí thoải mái, rộng rãi lắm. Và đến gần lúc mà bắn pháo hoa, mọi người đông lắm, không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Mọi người chen lẫn nhau nhưng mà không khí kiểu nó vui vẻ, ấm áp. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ tại quận Nhất là một trong những địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới hoành tráng nhất thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, rất đông người dân đã đổ về đây để tham dự sự kiện đếm ngược thời gian, đón năm mới và ngắm pháo hoa. Màn trình diễn pháo hoa ngày hôm nay thì đẹp nhưng mà có hơi khó một xíu. Khúc cuối bắn rất là đẹp luôn đấy. Anh Nikita và chị Anna đến từ nước Nga bày tỏ sự thích thú phấn khởi trước không khí chào đón năm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Last time I spent the new year on the north in Sapa. Yeah. So this year I want to try the youth, the south. Yeah. And I wanted to see the difference between these two regions. Yeah. It's crowded. It's a lot of crowd. Yeah, I don't know. But it's so vivid. Yeah, so I really enjoy it. I never had such experience before. Actually, I really like fireworks, so it was so exciting, and I really like New Year. It's special time for me. Trong không khí đầm ấm ngày đầu năm mới, cặp đôi đến từ Đức Ga gửi lời chúc thân thương đến người dân Việt Nam. As always, I wish you health and happy in your 2024 year. I wish to Vietnamese people sức khỏe, hạnh phúc, rất nhiều tình yêu và có nhiều bạn bè. Tết dương lịch năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai địa điểm bắn pháo hoa là ngay đầu hầm Thủ Thiêm tại thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen tại quận 11. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa dịp này trích từ nguồn xã hội hóa.